đây là trang tất cả sản phẩm được mua hàng xuyên. Cái rất phù hợp cho những bà mẹ quan tâm con cái. Đây là có những sản phẩm về tăng cân, giảm cân, phát triển chiều cao cho trẻ. Giảm cân thì chắc là mọi người rất quan tâm. Và kích vào để xem chi tiết ở trang chi tiết sản phẩm thì có thể đặt hàng theo số lượng ở đây. Thì ở đây nó sẽ hiện ra những cái dòng hàng nhỏ ở đây. Ok, đây là một mô tả nho nhỏ của sản phẩm. Thì trang này có thêm cái bình luận của người tất cả các khách hàng, khách vãng lai là người đã có tài khoản đều có thể bình luận đây. Rất là tiện lợi cho ai chưa quyết định mua, không cần phải tài khoản thì cũng phải vào hỏi đáp được ở đây. Em thử viết thêm một bình luận. Em biết rồi. Nếu mà khách hàng không muốn nhận tên thì nó sẽ ghi là ẩn danh. Ok. Tôi rất thích sản phẩm này. Khi mà ấn nút gửi ở đây thì nó sẽ hiện lên trên đầu này. Đấy, hiện luôn. Vâng, đồng thời là nó sẽ gửi email cho admin để người ta biết là có một người vừa nhận. Ok rồi, bây giờ vào em vào tiếp cái trả lời của cái này. Trả lời đây vẫn chưa có gì. Tôi cũng thế. Không cần để ở dưới. À, tốt nhỉ. Em tích hợp cái này đâu vào đâu đúng không? Tự làm. À. Thì sẽ có, nó sẽ tự động gửi email nên là khi mà nó hiện lên hơi lâu. Đặt email gửi cho đến admin ở đây. Thì bên admin nó sẽ nhận được thông báo là nhận được một bình luận tại sản phẩm là CMS với người gửi. Ở đây là phần đồng nghĩa là nó không hiện. Còn với cái nội dung nguồn thư. Thư á, chưa biết. Đây là bình luận mới nhất ở đây. Ok. Không, nhưng mà như thế thì em phải để cho admin người ta biết cái thư lần trước mà người ta vào trong kia người ta phải review đã xong rồi mới cho nó hiện lên chứ. Em tích hợp tính năng này là để tại vì bây giờ thiết bị di động tay nó rất là tiện. Không phải ai admin lúc nào cũng ngồi canh website. Nên là khi mà mình gửi mail thì hệ thống như ở Gmail nó sẽ push mail trực tiếp vào điện thoại mình có thông báo luôn. Anh sẽ biết được những câu hỏi của người gửi vào đấy và có thể vào website check lại. Không, ý của mình là trước khi mà hiện lên trên các cái bình luận lên trên của em phải kiểm duyệt qua đã xong em cho nó hiện lên chứ không người ta vừa mới gõ vào cho hiện lên ngay cũng rất là nguy hiểm. Có thể cái website này của em sẽ bị giấy yêu cầu đóng cửa bất cứ lúc nào đấy. Trang admin của em thì có thể quản lý và xóa được các comment. Không, nhưng mà phải duyệt trước. Duyệt trước rồi mới cho đưa tin lên đi. Lỡ rồi người ta đưa khủng bố ấy. Hoặc là rủ nhau biểu tình. Thực phẩm này tốt cho sức khỏe lắm. Uống vào đi rồi đi biểu tình nhé. Thôi nghe nữa. Ở đây thì em xin chỉ về chức năng thanh toán và giỏ hàng. Thì có thể xem chi tiết giỏ hàng ở đây. Thay đổi số lượng tùy thích. Nó sẽ cập nhật luôn này. Thêm một vài sản phẩm nữa vào, bao nhiêu sản phẩm vào đi thanh toán cũng để được. Thì nó sẽ mượn giao dịch login bắt buộc phải người dùng có thể thanh toán. Chứ bây giờ nếu không mới thì sẽ đăng ký đấy. Vâng, ở đây có một đăng ký. Em để đăng ký cái em đi. Để em đăng ký nhỉ. Đăng ký. Các trang khác thì tiếng Việt hay rồi, riêng trang này là tiếng Anh. Năng thẩm. Được.
Rồi, cho em gọi địa chỉ email của tôi, xem chiều hay không. Thầy cũng thể đăng ký trực tiếp tại máy thầy. Tôi không, máy tôi đang hết tiết điện rồi, tôi check qua điện thoại luôn. Em gõ luôn, xem chiều hay không. Dạ. Trần T. 2005. Đang cầm trường này. Cái này thì các em chỉ ở trên local thôi mà, cho nên là tôi không có tin được. Em dùng cái block mình có thể nắp bot thì vào ở bất cứ đâu. Sao vậy? Em có dùng một tool tích hợp là VMROC này. À. Thầy có thể vào web của nhà thầy được. Vẫn vào được cái gì? Vâng. À, okay. Coi máy em là một máy chủ luôn. À ok, đấy tốt. Nhưng mà nó hơi chậm. Đây là chính là trang này, thầy có thể thấy đây trang nó có tiêu biểu như này, đây là miễn phí. À. Thì mọi thứ nó lốt khá là chậm vì máy của em là host. À, ok, được, tốt. Thế thì lấy đảm bảo để mọi người ở đây thử dùng máy luôn. Sập luôn. Rồi, thế tí nữa test thử hiệu năng của cái hệ thống này nhé. Như tí, ok. Có thông báo là đã đăng ký xong. Em cứ thử thanh toán bằng tài khoản của em đi. Rồi, tốt, nhưng mà tên của em vẫn chỉ là Hello. Hả? Cái này nếu mà gửi vào tên miền Yahoo thì sẽ rất là chậm. Và Yahoo sẽ tự động gửi nó vào spam. Cái đường link nó vẫn chỉ sang localhost. Tại vì là em dùng localhost xong rồi em không phải dùng cái kia em. Ờ không, nhưng cái chỗ mà cái trong cái header của cái mail em có thể xét lại được cái địa chỉ email của mình. Nếu em dùng cái này chắc là nó sẽ gửi theo không, cái đấy là do cái nội dung của cái email chứ không phải là do em đâu. Tức là trong cái nội dung cái email mà gửi cho tôi ấy, thì cái phần URL của em vẫn là localhost. Vâng. Đây nó là luôn có chấm hỏi test của Antivirus chứ có phải là của cái đâu, cái trang cái gì là cờ block thì đổi lại cái gì. Ok rồi, tiếp tục. Nãy thì người dùng sẽ có 3 cách để lựa chọn. Nếu mà gửi theo COD thì người ta nếu mà chưa biết COD thì sẽ có giới thiệu COD ở đây. Ở đây thì nếu mà lớn hơn 5 triệu thì nó sẽ không có nút finish mà sẽ nút cắt. Thì khi mà ấn nút finish thì nó thông báo là cảm ơn em đặt hàng. Có thể xem lại đơn hàng mình đặt đây. Cái này thì do trạng thái chưa thanh toán này nó sẽ không